Khát vọng làm giàu trên quê hương bằng mô hình sản xuất mới đã thúc đẩy chàng thanh niên 9X Đinh Văn Hợp thử sức với mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Mặc dù trải qua rất nhiều lần thất bại, nhưng với quyết tâm không bỏ cuộc, anh đã gặt hái được những thành công xứng đáng. Là một thanh niên với niềm đam mê sản xuất nông nghiệp, sau nhiều năm làm việc ở các tỉnh thành, anh Hợp trở về quê hương, mạnh dạn bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà màng hơn 1.000 m2. Với hệ thống tưới nước tự động để trồng dưa lưới, thời gian đầu thất bại do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nhưng không nản lòng, anh kiên trì vừa học vừa làm, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế. Đến nay, vườn dưa lưới của gia đình anh đã đi vào ổn định, mang lại nguồn thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Trước đây thì mình cũng sản xuất nông nghiệp ở ngoài trời rất nhiều rồi. Thì là cái điều kiện của thời tiết nó ảnh hưởng rất nhiều đến sâu bệnh, rồi phải phun rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Nên là mình đã chuyển đổi và đầu tư một cái hệ thống nhà màng như thế này để can thiệp được những ảnh hưởng của thời tiết. Chất lượng sản phẩm của mình nó đã vượt trội hơn rất nhiều. Rồi mẫu mã, rồi về sản lượng của mình sẽ không bị hao hụt như ngày xưa nữa. Nói chung là so với những cái sản phẩm cùng loại thì cây dưa lưới này nó mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Dưa lưới là một trong những giống cây có thời gian sinh trưởng ngắn và cho năng suất cao, có mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng, vị ngọt thanh mát nên được rất nhiều khách hàng ưa thích. Tuy nhiên, để vườn dưa lưới đảm bảo chất lượng, được thị trường tín nhiệm, đòi hỏi người trồng phải có quá trình chăm sóc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về cái quy trình sản xuất thì bên mình là hầu như là làm bằng quy trình sản xuất hữu cơ theo hướng organic, là những sản phẩm tuyệt đối là không có thuốc hóa học, mình dùng hoàn toàn là hữu cơ và những cái sản phẩm chế phẩm vi sinh như là phân cá, ủ trứng sữa, đậu tương và những cái sản phẩm như là dịch chuối để làm độ ngọt, tăng độ ngọt cao. Nên là cái sản phẩm da của mình thì nó rất là an toàn cho sức khỏe. Với triển vọng bước đầu về hiệu quả kinh tế, mô hình dưa lưới trong nhà màng của anh Hợp đã mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ dân địa phương tiếp cận kỹ thuật công nghệ tiên tiến, tạo ra sản phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng. Đây là mô hình được Hội Nông dân xã đánh giá cao và định hướng sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Đồng chí Hợp này là cũng là một người trẻ tuổi nhưng mà rất là năng động và nhiệt tình, tâm huyết trong cái công việc. Qua một quá trình thời gian tìm tòi và học hỏi, đồng chí đã đưa được cái mô hình nhà lưới vào để sử dụng. Mặc dù là bước đầu thì nó rất khó khăn, nhưng đến bây giờ thì cơ bản là chúng tôi đánh giá nó là đã hoàn thành thành công. Và chúng tôi là đối với Hội Nông dân thì cũng đã tạo điều kiện và đã cho đồng chí tham gia vào cái chi hội nghề nghiệp và đã hỗ trợ giúp đỡ các cái sản phẩm của đồng chí Hợp này được đi ra thị trường và được dán tem truy xuất nguồn gốc. Mô hình trồng dưa lưới của anh Đinh Văn Hợp tuy chưa lớn về quy mô nhưng đã thành công trong việc phát triển kinh tế gia đình. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình lao động miệt mài, là động lực để anh tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.